Không đây này, đây này, những cái cây chung. Em chia sẻ này, nhà bác có một số cây á, bác phải làm lại cái bồn cho em nhá. Những cái cây là nó cổ nó sâu. Khi nó trồng nó sâu thì nó bị nấm bị tốt ra nó tấn công là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là tuyến trùng đó, nó làm cho cái cổ rễ này nó không thở được này, thì cái độ phát triển của nó không có, lá nó luôn luôn nhỏ. Anh cứ để ý những cái cây mà bị bệnh á, lá của anh rất nhỏ đó, và cái dàn lá của nó rất yếu, dàn lá nó cực kỳ yếu. Và những cái cây như thế thì xu hướng nó đi đọt nó rất là nhiều, vì khi dàn lá nó yếu mà nó bổ sung nó cần nên là nó đi đọt rất là nhiều. Đây nhìn lại đó, nên là những cái cây này anh hạ thấp ào hẳn xuống đây cho em, hạ thấp nó xuống, hạ thấp sẵn hẳn xuống. Rồi sau anh làm một cái rãnh chạy ra ngoài để làm sao khi nước mưa nó không được tập trung vào đây, và hơn nữa là cái cổ rễ nó thở ra, nó thở được là cây của anh nó cực kỳ khỏe và sau này nó cực kỳ sung. Dạ đúng rồi, nhưng mà nước khi mà mưa xuống nước nó không tập trung vào trong đấy là ok. Đấy một số cây đây anh để ý nha, mấy cây nhà anh mà đây, mấy cây mà nó không, mà đa số là cây nó vẫn hơi thấp hơn một tí à, mình trồng hơi bị sâu một xíu thôi à, cái này mình sửa tán. Hôm trước anh có khoét rồi, nhưng mà khoét như thế này nó không có tác dụng anh Cường, khoét như thế này nó không có tác dụng. Dạ nó khoét, đáng ra mình nghĩ là phải cởi cổ rễ. Đấy cổ rễ như thế này đúng không ạ, nó phải tròi cái rễ ở đây ra này là tốt nhất, là điều tốt nhất. Nhưng mà khi mình làm như thế này thì mình nghĩ rằng là cái cổ rễ nó đã ok rồi. Nhưng mà chỉ hình dung cho em một cái là cái cây sầu riêng khi mưa xuống mình làm gì làm phải để cho nước nó tập trung ra ngoài, nó đẩy ra ngoài, nó chảy ra ngoài, nó không có trôi vào bên trong này nữa. Với như cái vườn này của nhà anh là diện cái mặt bằng ở đây là nó rất bằng. Nếu mà vườn này mà nó có độ dốc một tí nữa, nó có độ dốc khoảng 5% thôi là vô cùng tốt, là vô cùng đẹp, để như này là đẹp. Đó. Như cái này của mình á, là nó bằng phẳng, khi mà mưa xuống là kiểu như nước nó tập trung hết vào cổ rễ. Và nếu mà cứ tiếp tục để như thế này thì năm nay có thể là không vấn đề gì, nhưng mà sang năm sau nó sẽ bị nấm Phytophthora nó tấn công. Mà cái quan trọng nữa là cây nó yếu. Đó. Cái dàn lá cây nó không khỏe. Cái dàn lá nó không khỏe. Đó. Nên dùm em thôi, đánh đợt này thu hoạch xong đánh rảnh một cái là ok.